Kính thưa quý vị, buổi lễ phát thưởng giải chương vàng lần thứ 50 tính từ Đại Bắc, Đài Loan. Chương trình phát thưởng lần thứ 50 của giải Golden Bell, tức chuông vàng, tương đồng với giải Emmy của Hoa Kỳ đã được mở màn tại thủ đô Đài Bắc vào thứ Bảy vừa qua. Năm nay, con số giải thưởng phát ra đã là 35 giải, bao gồm 9 giải dành cho thể loại bi kịch, 25 giải thưởng cá nhân và một giải thưởng đóng góp đặc biệt. Chu Chi Jin, 33 tuổi, từng xuất hiện với vai Lai Hieu Jin trong bộ phim Lost Caution bởi đạo diễn Lý An vào năm 2007 cho biết Ngoài diễn xuất, phần khó khăn nhất của bộ phim Brave Forward và cô phải học thêm hai ngôn ngữ Nhật và Hakka. Đối với nam tài tử Lan Chen Lung thì đây là lần thứ ba anh được đề cử cho giải nam diễn viên chính hay nhất cho thể loại phim bi kịch. Anh đã được đề cử cho bộ phim kịch tính Chocolate tại giải Golden Bell lần thứ 49 vào năm ngoái. Lan đã làm việc là một diễn viên trong 15 năm kể từ năm 2000. Về hàng đầu trong đêm này đã là phim hay nhất cho phim The Way We Were của đạo diễn Ruby Lin vốn cũng thắng được giải đạo diễn xuất sắc nhất và nữ diễn viên phụ tuyệt vời nhất. Giải thưởng Golden Bell được sáng lập vào năm 1965 là một trong những giải thưởng cao quý nhất trong thế giới của loại phim bi kịch nổi tiếng Trung Hoa.